Hành trình mùa thứ 3 xuất ngoại thi đấu tại Nhật Bản của chủ công Trần Thị Thanh Thúy đã đến điểm đích cuối cùng. Một năm nhiều thử thách, khó khăn với cá nhân Thanh Thúy và câu lạc bộ PFU Blue Cats của cô. Nhưng sau tất cả, cô gái vàng của bóng chuyền Việt Nam vẫn khiến cho tất cả phải tự hào với hành trình mùa giải đầy đáng nhớ của mình. Thanh Thúy là hạt nhân quan trọng giữ phong độ ổn định nhất của PFU Blue Cats trong suốt mùa giải vừa qua. Dù không được chơi ở vị trí sở trường là chủ công, Thanh Thúy vẫn hòa nhập nhanh chóng và để lại những dấu ấn vô cùng ấn tượng ở vị trí một phụ công. Kết thúc mùa giải, cô ghi được tổng cộng 348 điểm, đứng thứ 28 trong bảng xếp hạng những vận động viên ghi điểm xuất sắc nhất của giải đấu. Vượt qua nhiều cái tên đình đám khác, Thanh Thúy là phụ công ghi điểm nhiều thứ hai của giải, chỉ xếp sau phụ công Yaya Santiago, nhưng cô lại thi đấu ít hơn người đồng nghiệp đến 3 trận. Thanh Thúy đạt hiệu suất tấn công là 45,2% với 275 tình huống ghi điểm trong tổng cộng 609 pha tấn công. Thông số ấn tượng này giúp cô trở thành cái tên ghi điểm hiệu suất nhất của câu lạc bộ, cũng như đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng những tay đập hiệu quả nhất giải đấu. Dù không phải là một phụ công thực thụ, thế nhưng Thanh Thúy vẫn khiến cho tất cả phải bất ngờ khi khả năng chắn bóng của cô được cải thiện rõ rệt trong mùa thứ 3 chơi bóng tại Nhật Bản. Thúy ghi được tổng cộng 62 điểm chắn bóng, đạt hiệu suất 0,54 điểm chắn trên một set, xuất sắc đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng chắn bóng. Ngoài những thông số ấn tượng kể trên, Thanh Thúy còn có mùa giải đáng nhớ khi cô có lần đầu tiên được trao giải vận động viên xuất sắc nhất trận trong trận đấu gặp Himeji. Đây là danh hiệu mà Thanh Thúy đã mong chờ mãi, tới mùa thứ 3 cô mới có thể đạt được. Thanh Thúy cũng vinh dự được bầu là vận động viên xuất sắc nhất tuần đấu 27 tháng 11. Vượt qua rất nhiều hào thủ khác, cô xuất hiện trên trang chủ của giải vô địch quốc gia Nhật Bản trong sự tự hào của người hâm mộ. Kết thúc mùa giải 2022-2023, câu lạc bộ PFU Blue Cats của Thanh Thúy đứng thứ 9 trong tổng số 12 đội tham dự. Một kết quả không quá thành công, nhưng những dấu ấn mà cô gái người Việt Nam để lại trong mùa thứ 3 thi đấu tại giải vô địch quốc gia chuyên nghiệp hàng đầu như giải vô địch quốc gia Nhật Bản vẫn khiến cho người yêu mến cô cảm thấy tự hào. Ngoài khía cạnh chuyên môn, Thanh Thúy còn để lại những ấn tượng với phong thái chuyên nghiệp, thân thiện, tinh thần máu lửa của mình trên sân đấu. Không chỉ những người hâm mộ trong nước, mà ngay cả các fan hâm mộ Nhật Bản cũng rất yêu thích cô chủ công dễ mến người Việt Nam. Khép lại mùa giải thứ 3 tại Nhật Bản đầy đáng nhớ, Thanh Thúy đã, đang và sẽ là niềm tự hào của bóng chuyền Việt Nam, người mang bóng chuyền nước nhà đến gần hơn với bạn bè quốc tế.